chào các bạn, mình là Mỹ Như. Rất vui được đồng hành cùng bản tin tuần và là nhiều số 54. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang, cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên cũng như những sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Bản tin tuần số 54 mở đầu bằng chuỗi sự kiện hội thảo, workshop, hội thao dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Văn Lang. Mời các bạn cùng Mỹ Như nhìn lại các hoạt động này ngay sau đây nha. Hướng đến kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8, ngày 19 tháng 8 năm 1945, ngày 19 tháng 8 năm 2022 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945 và ngày 2 tháng 9 năm 2022, ngày 7 tháng 8 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức thành công hội thao quốc phòng và an ninh tại trường Bản Dốc 47 thuộc trường Sĩ quan Lục quân 2, Đồng Nai, với sự tham gia của 4 đội tuyển giảng viên đến từ Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Tài chính Marketing, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thao, 4 đội thi đấu các hạng mục bắn súng tiểu liên AK tư thế nằm, quỳ, đứng và bắn súng ngắn CZ tư thế đứng, bắn tay thuận và đứng bắn hai tay. Với phương châm bình tĩnh, tự tin, bắn trúng mục tiêu, các giảng viên Văn Lang đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn và giải cá nhân giải xạ thủ tiểu liên AK. Xin chúc mừng tập thể giảng viên Văn Lang tham gia hội thao. Ngày 6 tháng 8 năm 2022, Khoa Dược tổ chức lễ ký kết hợp tác với công ty cổ phần dược phẩm An Khang Phật Ma cùng workshop định hướng và cơ hội nghề nghiệp dược, mở ra nhiều cơ hội tuyển dụng cho các bạn sinh viên khoa dược khi thực tập hoặc tìm kiếm công việc sau khi tốt nghiệp bởi sự khởi sắc của thị trường nhà thuốc bán lẻ với nhiều mảng công việc khác nhau. Valang News mong rằng các bạn sinh viên khoa dược có thể nắm bắt được cơ hội việc làm và chuẩn bị một hành trang vững vàng trong chuyến hành trình chinh phục công việc mơ ước của mình nha. Ngày 6 tháng 8 năm 2022, Khoa Kế toán Kiểm toán tổ chức chuỗi workshop Road to Success, hòa nhập mà không hòa tan. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên được đào tạo, tập huấn các kỹ năng chinh phục nhà tuyển dụng, thích nghi với môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Những ví dụ sinh động từ các diễn giả thông qua các case study thực tế trong môi trường làm việc giúp các bạn sinh viên tiếp cận vấn đề một cách trực quan và dễ hiểu. Văn Lang News mong rằng, qua buổi workshop, các bạn sinh viên sẽ có thêm những kỹ năng hữu ích để tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình nha. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Đào tạo và Phát triển Văn Lang Group tổ chức hội thảo Kỹ năng quản lý nhân viên hiệu quả dành cho trưởng phó trưởng bộ phận bộ môn, giúp thầy cô có thể quản lý đội ngũ nhân viên của mình, hoàn thành công việc đạt hiệu suất và chất lượng tốt nhất. Tại workshop, các thầy cô được tìm hiểu về công cụ Gantt chart và DISC giúp lập kế hoạch phát triển, nắm bắt tâm lý nhân viên và phân công công việc một cách hiệu quả, phân loại nhân viên và áp dụng các phương pháp quản lý phù hợp thông qua bộ công cụ Skill Wheel. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt Văn Lang tham gia chương trình Cooperation Trip with Dropbee. Tại chương trình, các bạn sinh viên được tham quan văn phòng và trung tâm xử lý đơn hàng rộng 2.500m2 của Dropbee, tìm hiểu các bước trong quy trình vận hành của trung tâm xử lý đơn hàng, hình thức dropshipping, xu hướng kinh doanh online và gặp gỡ, giao lưu với các nhân sự quản lý của Dropbee về câu chuyện kinh doanh, tầm nhìn doanh nghiệp, áp dụng 4.0 trong kinh doanh, vận hành, văn hóa doanh nghiệp. Qua chương trình, mong rằng các bạn sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt có thêm những kiến thức hữu ích, ứng dụng vào môn học và hành trình nghề nghiệp sắp tới nha! Nối tiếp chuỗi sự kiện hội thảo tuần vừa qua, các khoa viện đào tạo đã tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dành cho sinh viên Văn Lang. Bên cạnh đó, các sinh viên tài năng của Văn Lang trong đội tuyển Futsal sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các sự kiện này ngay sau đây nha! Ngày 6 tháng 8 năm 2022, Khoa Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức chuyến đi tham quan khu di tích lịch sử cách mạng Long An, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ. Chuyến đi giúp các bạn sinh viên ngành kiến trúc hiểu thêm về bề dày lịch sử cách mạng của Việt Nam ta nói chung, cũng như tỉnh Long An nói riêng. Bên cạnh đó, các bạn còn được tham gia các hoạt động trau dồi kỹ năng về vẽ ký họa và nhiếp ảnh. Ngày 6 tháng 8 năm 2022, các bạn sinh viên khóa 25 khoa du lịch Trường Đại học Văn Lang tổ chức sự kiện Đêm nhạc thắp lửa nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ cho các trẻ em làng SOS tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được lấy cảm hứng từ live show âm nhạc Đôi bàn tay thắp lửa của cố nhạc sĩ Trần Lập, có sự góp mặt của các ban nhạc như The Moon Band,
Rock Band, ca sĩ Lâm Đạo Huy. Chương trình nằm trong khuôn khổ môn học quản trị sự kiện và hội nghị, giúp các bạn sinh viên thêm cơ hội thử sức, trải nghiệm thực tế tổ chức và quản trị một sự kiện chuyên nghiệp với tinh thần chia sẻ cùng những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Ngày 11 tháng 8 năm 2022, các chiến sĩ đội hình kỹ nghệ Mùa hè xanh 2022 đã tổ chức đêm nhạc Acoustic mang tên Dương Thời. Qua đêm nhạc, ban tổ chức cũng muốn truyền tải thông điệp nhân văn. Có thể mỗi chúng ta là cá thể khác biệt, nhưng chúng ta không khác biệt. Dù bạn là ai, dù bạn đang ở đâu trên con đường mình đi, thì tất cả chúng ta luôn là tia nắng tỏa sáng mãi mãi theo thời gian. Chiến dịch Mùa hè xanh 2022 vẫn sẽ tiếp tục với nhiều hoạt động nhân văn, mang lại đóng góp tích cực cho xã hội. Valen News xin cảm ơn các chiến sĩ của Đại gia đình Văn Lan nha! Vừa qua, tại Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 diễn ra tại Ubon Ratchathani, Thái Lan, các chàng trai đội tuyển Futsal sinh viên Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương bạc giải đấu. Trong đó, 4 sinh viên Văn Lan tài năng góp mặt trong đội tuyển. Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 20 diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022 tại Thái Lan. Đoàn Thể thao Sinh viên Việt Nam vinh dự giành tổng cộng 28 huy chương, xếp thứ tư chung cuộc giải đấu. Xin chúc mừng thành tích ấn tượng của đội tuyển Futsal Sinh viên Việt Nam và các chàng trai tài năng của Văn Lan nha! Tuần vừa qua, Khoa Nghệ thuật ứng dụng và Khoa Mỹ thuật và Thiết kế đã tổ chức buổi biểu diễn tốt nghiệp cho sinh viên khóa 24. Đây là thành quả của sự nỗ lực của các bạn sinh viên trong suốt 4 năm tại trường Đại học Văn Lan. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại các hoạt động này nha! Ngày 9 tháng 8 năm 2022, Khoa Nghệ thuật ứng dụng tổ chức buổi thi tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc dành cho 4 bạn sinh viên khóa 24. Buổi biểu diễn có sự góp mặt của các giảng viên, sinh viên khoa nghệ thuật ứng dụng và đặc biệt còn có sự hiện diện của quý phụ huynh để theo dõi dấu mốc quan trọng của con em mình trong chặng cuối cùng của hành trình đại học. Các bạn sinh viên đã mang đến những phần thi ấn tượng, đặc sắc, mang đến cho khán giả tại hội trường nhiều cảm xúc, mãn nhãn về cả thị giác lẫn thính giác. Chúc mừng các bạn sinh viên đã hoàn thành tốt đẹp buổi trình diễn quan trọng. Chúc các bạn luôn thành công trên con đường hoạt động nghệ thuật về sau nha! Ngày 6 tháng 8 năm 2022, ngành thiết kế thời trang Khoa Mỹ thuật và Thiết kế đã tổ chức thành công show trình diễn đồ án tốt nghiệp khóa 24 ngành thiết kế thời trang. Đây là năm thứ 5 tổ chức show dành riêng cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc, cũng như là một sự kiện truyền thống để tự hào giới thiệu thành quả học tập của các bạn sinh viên. Sau 4 năm học tập và trải nghiệm nhiều đồ án, sinh viên khóa 24 ngành thiết kế thời trang đã bung kén để khẳng định dấu ấn bản thân và mang đến sàn runway những bộ trang phục độc đáo ấn tượng. Đêm diễn năm 2022 đặc biệt có sự đồng hành của nhiều đơn vị như công ty Meta City, công ty Nam Anh, công ty Well Graphic, các chuyên trang thời trang lớn tại Việt Nam như Floficel Việt Nam Official, Style Republic, Men's Folio Việt Nam và Edge Studio. Xin chúc mừng các nhà thiết kế trẻ của Văn Lan, mong rằng những bộ sưu tập sẽ là tiền đề để các bạn tỏa sáng hơn nữa trên chặng đường nghề nghiệp sắp tới nha. Những thiết kế ấn tượng vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tuần Văn Lan News số 54. Các bạn hãy theo dõi bản tin trên fanpage và YouTube trường Đại học Văn Lan nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin Văn Lan News tuần sau.